Mời quý khán giả cùng đến với chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. 19:50 phút, khung giờ dành cho thiếu nhi với những câu chuyện bổ ích sẽ được giới thiệu đến các em nhỏ trong phim hoạt hình Chuyện của Đốm. Mời quý khán giả đón xem tiếp tập 3 của bộ phim truyện Việt Nam Kẻ Thù Giấu Mặt sẽ được giới thiệu vào khung giờ vàng phim Việt lúc 20 giờ. Thưa quý khán giả, nửa thế kỷ tình ca là chủ đề tình ca Việt sẽ gửi đến quý khán giả trong tháng 11. Thập niên 60 là thập kỷ đỉnh cao của dòng nhạc bolero với sự nổi lên của những tên tuổi lớn. Đón xem chương trình ca nhạc tình ca Việt tuần thứ 2 trong tháng 11 sẽ là những bài hát nổi tiếng trong thời vàng son của dòng nhạc trữ tình bolero với chủ đề Thập niên 60 phát sóng từ lúc 21 giờ. Tiếp theo, trong khung giờ phim truyện nước ngoài phát sóng lúc 22 giờ sẽ là tập 164 của bộ phim truyện Ấn Độ Âm Mưu và Tình Yêu với những tình tiết như sau. Nhờ vào mối quan hệ của chú Girard, Gobi có cơ hội được nhận vào trường học với một điều kiện, cô phải vượt qua buổi phỏng vấn nhờ chính hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra. Vào lúc 22:50 sẽ là chương trình thời sự quốc tế. Chương trình ẩm thực nước ngoài được phát sóng vào lúc 22:10. Mời quý khán giả cùng theo chân chúng tôi vào gian bếp của những đầu bếp nổi tiếng để chế biến và thưởng thức những món ăn ngon. Và bây giờ, mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình truyền hình Vĩnh Long 1 tối nay và rạng sáng ngày mai.